hỏi thăm em trai xíu. Dạ. Giờ với cô gái số 2, em muốn chạm vào đâu? Người lạ mình chạm kỳ quá. Nếu như phải chạm để mà cảm nhận cái sự kết nối, anh sẽ chọn như thế nào? Em nghĩ chắc chạm tay đi. Nắm tay ha. Dạ. Rồi, vậy xin phép rồi để cho em hỏi hai bạn nữ nha. Đầu tiên là bạn số 2, có một cái điều gì đó trên người của một bạn nam sẽ thu hút mình và bạn muốn chạm vào người đó. Mình cũng muốn nắm tay bạn ấy. Nắm tay, ngoài vậy nắm tay. Nắm qua nắm lại thôi đó. Ngoài nắm tay thì muốn chạm. Nắm tay với lại vai. Vai với tay. Rồi, vậy còn bạn nữ số 3. Em muốn chạm vào lỗ tay và cầm và vai. Em đồng ý không em? Dạ được. Mời. Rồi bây giờ em xin phép là em sẽ đưa bạn số 2 bước lên phía trước. Với hai bạn này thì chỉ là nắm tay nhau thôi, thì hãy cảm nhận bàn tay của nhau em nha. Dạ. Gì đâu rung dữ vậy? Trời đất ơi, nắm tay con gái mà rung vậy đó. Chuẩn bị. Hít thở để bình tĩnh nào. Âm nhạc. Rồi cả hai đưa tay ra nào. Lông không là cái áo lông đó quý vị. Cô gái số 3, thấy con trai người ta cũng hay chủ động, mà người ta khi mà được nắm tay một người con gái nào đó người ta cũng thích lắm, sao em ngại ngần dữ vậy? Tại xưa giờ em chủ động người ta thôi, giờ người ta chủ động em sợ. Rung phải không? Dạ cũng hơi ngại thiệt. Anh cũng thấy điều đó thông qua cái nhịp tim của em. Ban đầu khi mà chưa tiếp xúc với hai cô gái bên đó thì nhịp tim của bạn ấy là 63. Khi tiếp xúc với cô gái số 2 thì nhịp tim tăng lên 73. Và khi cô gái số 3 đưa tay chạm vào vai, vào lỗ tai, vào cằm thì nhịp tim nhảy lên 93. Bạn nữ số 2 ơi, hồi nãy đứng ở trển cảm thấy như thế nào? Mình thấy cũng bình thường. Trước đó là chỉ có 60 thôi, xong rồi đụng người ta hỏi có gì sao không? Bình thường, lên tới 111. Còn bên này, thực ra từ đầu tới giờ không có thấy là bạn nói quá nhiều đâu về bản thân mình. Phương thấy là chưa có đủ về mặt cảm xúc đó nha. Khi mà đứng trên đó tự nhiên thấy bạn rung, bây giờ thấy đang ngồi thở. Tại sao lại như vậy? Em chưa bao giờ sờ người lạ cả. Chưa bao giờ sờ người lạ cả? Dạ, đặc biệt là khách giới. Cho nên là lúc mà sờ bạn ấy, cái lúc mà sờ từ cái lỗ tai xuống ngay cái cằm, bạn ấy rung, làm em cũng rung theo. Nhưng mà ngoài cái sự rung hồi hộp vì là chạm vào người lạ thì còn có những cái cảm xúc khác có nằm bên dưới đó hay không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cảm thấy cái gì, có thể miêu tả cụ thể hơn xíu được không? Cảm giác như là nó có
một cái luồng điện nó chạy có từ, một luồng điện nó chạy từ cái gai ốc. Dạ phải rồi, luồng điện đó từ 59 chạy lên 117 mà quý vị. Vèo. Em, bộ em là cái máy phát điện đó em. Bây giờ thì em sẽ phải đưa ra quyết định của mình nha. Hãy chọn trong số 2 cô gái còn lại của chúng ta, số 2 và số 3 đó, người nào mà em nghĩ rằng sẽ muốn tiếp tục cùng em đi đến với cái giai đoạn cuối cùng, và người nào em cho rằng ít phù hợp hơn sẽ phải chia tay với chúng ta tại đây. Nào, quay ghế vào trong và suy nghĩ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Quý vị thân mến, sự rung động là những điều mà con tim chúng ta không thể ép buộc được, nó sẽ đến tự nhiên. Và sau những giây phút mà hai bên chạm vào nhau, ngay bây giờ chúng ta sẽ biết được là chàng trai chọn ra cô gái nào. Và bây giờ em hãy cho mọi người biết em đã bấm nút chọn ai là người mà em nghĩ rằng ít phù hợp nhất nha. Để tay lên nào. 3, 2, 1, bấm nút. Chiếc ghế nào sẽ giữ nguyên vị trí và chiếc ghế nào sẽ quay trở lại đây? Nói con đi làm suốt, mình là phụ nữ mà mình đôi khi mình cũng cần có bạn trai bên cạnh để tâm sự, che chở. Hoặc là mình ốm đau thì cũng có bạn trai kế bên, nhưng mà bạn ấy bảo là không có dành thời gian cho bạn gái được, cho nên là lúc đầu mình không thích bạn ấy. Trong đầu mình suy nghĩ là có thể là mình cũng muốn mở lòng để mình quen thử. Mình quen thử thôi coi như mình có hợp với đó hay không. Nhưng khi em không hiểu sao mà khi mà lúc mà mình nắm tay bạn ấy rồi á, thì mình lại buông ra, mình lại cũng không hiểu sao là mình lại như vậy nữa. Để cho con tim lên tim. Và chúng ta sẽ chia tay với cô gái ở vị trí số 2. Cái cách thể hiện của hai người đó thì mình cảm nhận được là cô gái số 3 tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Và mình nghĩ cô ấy có thể là sẽ là một người phụ nữ chăm lo cho gia đình vững vàng hơn. Sao em trai? Giờ rất là mặn mà. Rất là mặn mà. Tại vì mình không biết mặt nhau, mình chỉ hỏi chuyện qua nhau thôi. Và thực sự cái nắm tay này nọ thì mình nghĩ chưa có đủ để mà hiểu về nhau. Có bối rối, bối rối, nhưng mà mình nghĩ là mình chọn đúng và mình cũng không hối hận. Mình chẳng có cái quyền gì để mà phán xét hoặc là chọn một người khác cả. Mình chỉ là cảm thấy mình không phù hợp. Bạn hình như bạn người là hỏi cái câu một người giàu, một giàu người nghèo thì mình nghĩ bạn hỏi cũng đúng, và mình nghĩ là bạn cũng có một trải nghiệm gì đó thì mình cảm giác là bạn chưa có tự tin cho lắm. Đúng rồi, tại vì mình cũng cảm giác là như vậy đó. Chính vì vậy tới bây giờ mình vẫn chưa có quen được một ai là như vậy. Thế thì mình có thể là không có duyên đến với nhau thì mình cũng có thể làm bạn bình thường. Tại vì mình cũng chưa có xác định và cũng chưa có suy nghĩ. Đúng và rồi. Mình cũng chưa có cảm nhận được ở bạn có một cái tình cảm nào đó. Nhưng cái quan trọng nhất anh vẫn nhắc với em hồi nãy á, đúng không? Hãy tự tin vượt qua cái mặc cảm về mặt tâm lý đó. Em sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho mình hạnh phúc hơn em nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt em. Đưa bạn ấy một đoạn nào em.